All senior Andreas. Good job. Smiles there, yeah. Beautiful smiles. That's a fun drawing with her. Look at the smile. Indonesia. Rufina Guteri Gango. Ngày hôm nay em thi chặng sprint thì thật ra sprint đó là em có hai cái lý do chính. Một á là tại vì là tôi muốn thử, tại vì phần là mình muốn làm nóng cho cái buổi thi ngày hôm sau. Và phần thứ hai nữa là mình cũng muốn lấy cái một phần về cái kỷ niệm chương của cái phần sprint. Ngày hôm sau á, thì Tuấn sẽ không có thi thi mình, nhưng mà Tuấn là Tuấn thi team. Tại vì năm nay thì Tuấn kéo những người bạn mới vào chơi để cho cái nó lan tỏa những cái cuộc thi này và nhiều người Việt Nam tham gia nhiều hơn. Cho nên vì sao mà ngày hôm sau Tuấn sẽ thi team. Vậy. Oh, there's a really, wow, it's nice. Brazil! Oh, yeah.